All right, Jean-Cher, the con, Jeanette here. So, you know the videos now, but you don't here to one digit touch na using different methods, okay? So, on the channel, you have the link to the channel, don't subscribe to the channel, and see y'all on the coaching, or don't jump there, don't they have more points to jump to know, I don't care. You submit video or hang to the non, all right? So nhớ cho lại videos nó thì bây giờ các bạn thấy từ nè one digit touch nè mà từ formula nó đến trâu như trâu là chỉ giao lại nếu chỉ tàu sáng thế nào ta phải cứ theo một từ nó ra là quá là sai. Okay, so in this formula we're gonna use the one. Okay, bây giờ từ e nó number one here as the lifeline. Okay, bây giờ chơi sang nè, so which is gonna be we're gonna add it right here. Okay, bên một chỉ gì chú anh gì ý kệ chỉ cầu chỉ chỉ con dễ point cho trào. Okay, so we can have 5 and 6. So nếu cứ tải nó đồ số tận đây nè nhỏ plow ý chỉ. Okay, so it hits the 5 here right there. Okay, nó trông nó nè. So now what to chín dưới chuồn dưới kế cho các tờ cầu chí đồ ạ. So tao bởi chí nó. So on the next draw nó tờ chí chí chuồn. Ok, trong tờ chí nó rồi tờ. Ok, now so chí chí chuồn á mà tờ chuồn dưới on dưới kế trên hệ cầu on ạ. Cầu on chỉ cần chế ý points chỉ hợp bế. So on the next draw nó tờ xùm xa bế, nó trăng thuộc bế vào thế hạ xí. So far nó trăng bế dọc sổ đó là. Ok, so tôi xùm xa bế là bế dì chí dì ý chí hạ chua hạ chua thế xùm. Ok, so now on the next draw nó hạ ọ chua ọ chua tại đó lưu bóng hình thức của trào là xùm trăng thuộc chua nó. Ok, it does touch the 9. So this time, có một chuẩn gì xuẩn gì ý, ok, chuẩn gì ý chạy cao chạy 0. So nhớ đồ số tấn tên là này, mình có tạo xuẩn bế gì. Nhớ đồ chi là hình tượng tự ý là tạo xuẩn bế gì, so it does touch the 0. Ok, so so far, nó trông phát triển là này, ok, nó trông nó trông ý dâu, ơ dâu, bế dâu, bao dâu, chí dâu này, ok. So now, bây giờ là một trâu tiền lưu chi linh tư một thích cực trâu rồi nè. Ok, cứ mua nhìn dì chi, dì ý. Ok, chi hạ cực lâu nè. Ok, so we have 4 and 5 lâu thế chi nè. It's gonna be on as our next draw thô lưu chi linh tư một thích cực lâu cực trâu rồi nè. Ok, you have to do formula in chi shari no li, it's going to be touched either the 4 or the 5. Alright, so you have to look at how much any ideas that chi and such here someone or the best shy no la don't jong kye ku thea ku mo to the best shy to pe ke thea pe u ke lo je no to formula is not the thao ku fan ke the thao ku lo je ke thea shima. Like it says, you know, ku mo or the best shy is not recommend anybody play. To con change the line, it took from line to talk the line to talk to the line to talk here. So I really have no idea. There could you want to join the other big plan, but what I had to do that very much side to the law. She's an okay. So now don't subscribe to our channel and what a chico Mali updates on it. Okay, all right, guys, I'll see you in the next video. All right. Bye.